chào cả nhà nhé. Hôm nay nhà bé nhỏ ăn vịt nấu chào cả nhà, mời cả nhà xem và ăn cùng gia đình bé nhỏ nha. Quá ngon cả nhà. Vịt nấu chào cả nhà. Khoai cao. Khoai cao, vịt khoai mò, cao ăn kèm. Ăn nhà xem nha. Rau muống nè. Bông sữa đũa đây nè. Cái bông tơ. Mì tươi. Đây. Cái cà lát xoong. Rồi, ở nhà xem dân cùng. Nhìn đứa nhỏ nha. Đây, hôm nay dịch nó nhỏ là ăn lẩu dịch nấu chào, mời cả nhà xem. Rồi. Rồi chào đại gia đình, hôm nay có món ngon. Ok, hay quá. Rồi mọi người dùng đi. Có lấy gai nữa cả nhà. Cả nhà xem và lấy gai. Tết nhất cả nhà ơi. Không nhận nghỉ rồi thì cũng lấy gai để Tết vậy đó. Cả nhà xem. Rau ăn kèm nha. Đây, rau muống cả nhà. Rau nhà bà nhỏ là không thiếu cả nhà. Rau này. Đây này. Bông tơ luôn. Bông sữa đũa nữa nha cả nhà. Đây nước chấm. Đây mì tươi. Rồi xem. Rồi đây là cái salad son nha. Xem nha. Rồi vô. Quá dữ. Mời đây gia đình. Vô. Quá hay. Quá đi. Ngon quá cả nhà. Xôi ngon. Mời nhà xem. Đây. Mấy nhỏ ăn vịt nấu chao nha. Có phèo nữa cả nhà. Mời nhà xem. Dạng cầu nha. Cứ tự nhiên đi. Tự nhiên đi. Đây, cái cho đất xuống. Hay là vui xanh luôn. Quá ngon nha. Mẹ bé nhỏ đang chụp mình. Chụp mì. Mời cái nhà ăn cùng gia đình bé nhỏ nha. Đây, vịt nha. Cao. Khoai cao. Phèo. Có phèo luôn. Đây là mấy nhỏ không có ăn thịt vịt. Đây. Hay quá. Đây. Rồi cái nhà dùng mì. Vô. Vô. Quá dữ. Đây, mời cả nhà xem. Vô. Ngoài rồi nhà cùng nha. Như mình bé nhỏ. Đây vịt nấu chao. Rồi rau ăn kèm. Rồi mì. Sò nhẹ 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 lại gai. Nhất nách luôn cả nhà. Quá rồi rau. Rồi. Chào. Quá dữ. Nhất nách luôn. Nhất nách luôn. Mời cả nhà nha. Mời cùng mình bé nhỏ. Quay sơ lược cả nhà xem. Rau cả nhà.
mừng trời. Đây, anh ta muốn à. Đây, cái lá xoong vô. Rất lạnh luôn. Trời nhẹ 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 nhẹ. Mời cả nhà nha. Nhà mấy nhỏ này cũng có lai gai nha. Mời cả nhà lai gai cùng với gia đình mấy nhỏ. Tết nhất cả nhà ơi. Ra rồi, đã qua nhà rồi. Còn quá hay, quá ngon cả nhà. Ngon, bữa nay ngon nhất cái nách luôn. Cái nách trời, hay quá. Đâu, phèo đâu? Đây, phèo nè. Rất phèo đó. Quá hay quá. Đại dấu. Quá dữ luôn. Mẹ bé nhỏ nhất nát luôn cả nhà. Quá sôi rồi. Rau nhà bé nhỏ là không thiếu rồi cả nhà. Mời cả nhà ăn cùng nhé. Ăn vậy mới ngon. Lẩu. Ăn lẩu nó phải cho nó ra lẩu. Ăn uống phải cho nó ok. Cả nhà xem. Đi ăn cùng nha. Chào. Quá dữ luôn. Cái nhà nha. Dịch đấy cả nhà. Quá ngon luôn. Phèo. Phèo. Đậu. Đậu hũ. Hai thịt đó. Thịt dịch. Hai dịch đây. À. Mời cả nhà nha. Cải son. Đổ cải cho nó son nha cả nhà. Bông sữa đũa. Bông sữa đũa. Chào. Chào. Quá dữ luôn. Mẹ mẹ nhỏ bữa nay quá dữ cả nhà luôn. Sôi quá sôi cả nhà. Bây giờ xem nha. Ra ăn kèm cả nhà. Nó muốn. À, cải sạch son. Mì tươi. Đó nha. Mì tươi. Đây, nước chấm rồi nè. Nước chấm chao nha. Đây là xem. Đây, mèo nhau vừa bún. Quá ngon. Quá dữ luôn, mẹ mới nhỏ. Mời cả nhà nha. Ăn vịt nấu chao với cá nhỏ. Gia đình mấy nhỏ. Quá dữ cả nhà ơi, ngon quá, ngon vịt nạch luôn. Đây Tết cứ nhà bé nhỏ cứ lai gai lai gai với con cháu. Tết nhất mà cả nhà ơi. Cứ con cháu xúm lại lai gai lai gai.
vui nhà vui cửa, ba ngày xuân. Chào quá dữ. Mời cả nhà nghe. Mời cũng đã cạn cả nhà. Năm mới chúc cả nhà đủ đầy, luôn nhiều sức khỏe, gặp càng đầy hạnh phúc trong gia đình nhé. Ở nhà xem nhìn có nhỏ hôm nay dịch nấu chào ở nhà xem nhé. Rồi bây giờ đây kết thúc, bye bye. Quá dữ.